Thưa quý vị, phút cảnh báo ngày hôm nay chúng tôi đặc biệt gửi đến các gia đình có trẻ nhỏ. Đó là bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành phẫu thuật cấp cứu lấy ra một xiên que ở mắt trái cho một bé trai 4 tuổi ngủ ở Châu Đốc, An Giang. Và đây không phải là trường hợp đầu tiên mà bệnh viện này tiếp nhận. Và tai nạn như thế này cũng là một lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh. Đừng để cho con em của mình sử dụng những cái vật nhọn trong khi vui đùa, biết đâu sẽ gây ra những hậu quả khôn lường như thế. Bé trai này nhập viện cấp cứu trong tình trạng cây xiên que đang cắm vào trong mắt. Do sơ suất của gia đình, nguy cơ bé trai bị nhiễm trùng và giảm thị lực sau phẫu thuật là chắc chắn. Ba nó cho ăn ghim bò đó. Ăn xong rồi cái ba nó quay ra sau, nó đi theo sau mà ba nó không thấy. Cái nó sụp cái cầu thang đó, rồi nó té sắp xuống, rồi cái cây nó mới đâm vô. Cũng theo bác sĩ Linh, hiện trong khoa cũng đang điều trị cho một bệnh nhi khác cũng bị cây xiên que đâm vào hốc mắt. Tiên lượng ca này cũng khá nặng, thậm chí mù lòa về sau. Bị đi vào cái đường dẫn nước mắt và nó xuyên sâu vào hốc mắt thì phải khâu cái đường dẫn nước mắt. Thì cái khả năng mà để phục hồi sau này bé có khả năng là nó cứ chảy nước mắt suốt. Nếu như cái đường đó nó không có phục hồi, tại vì cái khả năng mà phục hồi sau chấn thương mình không có tiên lượng trước được. Và cái thứ hai là hiện giờ chúng tôi cũng đang theo dõi cái tình trạng viêm nhiễm cái hốc mắt. Để tránh những tai nạn đáng tiếc với trẻ, các bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không để trẻ cầm đũa, dĩa, tăm hay ngậm kẹo mút trong lúc chơi đùa. Cẩn thận với các loại hạt, loại quả vì có thể sẽ mắc nghẹn đường thở. Đây không phải là trường hợp hy hữu mà rất nhiều tai nạn đáng tiếc như vậy đã xảy ra, gây hậu quả cả đời cho trẻ chỉ vì một phút lơ là của người lớn. Chấn thương mắt mà chấn thương giác mạc thì mình phải khâu giác mạc lại. Mặc dù là khâu đàng hoàng lại nhưng nó vẫn bị nhược thị do cái phát triển thị giác của bé. Rồi nó bị đục thủy tinh thể, rồi bị nhiễm trùng nội nhãn. Nói chung là rất là nặng đối với những chấn thương mà do những cái vật sắc nhọn. Và có một cái trường hợp, những cái trường hợp mà những bé nó chơi mà nó ghim cây sâu vào á, có đôi khi nó xuyên vào qua não, nó gây áp xe não nữa. Thành ra đối với những cái trường hợp mà bé khi mà bị cái cây vật nhọn xuyên qua thì mình cứ để nguyên cái hiện trạng đó, mình đem vào cấp cứu để bác sĩ có thể tiên lượng được cái mức độ như thế nào. Chứ mình đừng có cầm mình rút ra, tại vì rút ra thì người ta không biết là cái mức độ nó xuyên vào như thế nào đó, thì mình sẽ bỏ qua những cái tổn thương rất là quan trọng.